dàn sao U23 Việt Nam báo tin cực vui cho huấn luyện viên Gong Okyun. Trong thời gian qua, lứa cầu thủ U23 Việt Nam gây được nhiều tiếng vang cho giới bộ điệu cả trong và ngoài nước bằng những thành tích thi đấu ấn tượng tại SEA Games hay vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, có một điều khiến huấn luyện viên Gong Okyun vô cùng trăn trở, đó là các học trò của mình chưa được ra sân thường xuyên tại giải quốc nội. Trong ngày VLEAGUE trở lại ở trận đấu bù vòng 3 giữa câu lạc bộ Hà Nội với câu lạc bộ Nam Định, đã không có bất cứ cầu thủ U23 Việt Nam nào được ra sân. Tuy nhiên, nhà cầm quân sinh năm 1974 đã có thể phần nào yên tâm hơn khi ở vòng đấu thứ 5 vừa qua đã có nhiều trò cưng của ông được ra sân thi đấu. Cụ thể, Lương Duy Cương, Đà Nẵng và Thanh Bình, Viettel là những cái tên nổi bật nhất khi được huấn luyện viên của mình điền tên vào đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, một số gương mặt khác như Nhâm Mạnh Dũng, Danh Trung, Hai Long hay Văn Tùng cũng được trao cơ hội từ băng ghế dự bị. Không chỉ có nhóm cầu thủ kể trên, cái tên cũng thu hút được sự quan tâm của giới bộ điệu trong thời gian gần đây là Phan Tuấn Tài cũng đang rất sáng cửa để được thi đấu.